Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Thì mình là NTG Liên Quân đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với số cẩm nang tiếp theo trên kênh của mình. Đó chính là số cẩm nang thứ 19. Một cẩm nang mà được rất là nhiều anh em mong chờ. Mặc dù là cái danh sách phát cẩm nang này mình cũng ra hơi ít thật, đó cứ cách vài tháng mới ra một lần, nhưng mình cũng đảm bảo với anh em một điều rằng là ra lần nào là chất lượng lần đấy. Và trong số cẩm nang ngày hôm nay của mình, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái vấn đề. Một vấn đề mà cũng đang rất là hot trong dạo thời gian gần đây, đó chính là leo rank. Nhưng đặc biệt là leo rank ở một cái mức rank mà được anh em mệnh danh đó là mức rank cám lợn. Trong nhiều buổi live kéo rank của mình thì cũng có rất nhiều anh em hỏi, đó anh ơi em leo toàn thua thôi. Nó cứ thắng một trận lại thua một trận. Thế thì làm sao để có thể thoát khỏi được mức rank này? Đánh mãi nó cũng chán rồi. Đánh mệt mỏi mà đánh mệt nghỉ nó không lên được cao thủ. Đó thế nên trong video ngày hôm nay của mình, chúng ta sẽ cùng nhau đến với video cách thoát cái bậc rank tinh anh, làm sao dễ nhất và đơn giản nhất dành cho tất cả anh em. Nhưng lưu ý ở đây đó chính là chỉ thoát từ rank tinh anh lên rank cao thủ thôi nha anh em. Còn nếu anh em nào mà muốn leo rank cao, muốn leo được liên tục, kiểu như là từ đồng lên cao thủ hoặc là từ cao thủ lên chiến tướng, anh em có thể mở lại cái video cẩm nang cũ của mình, cụ thể là trong cẩm nang số 7. Đó thì mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều mẹo để chúng ta có thể leo rank cao thủ và leo rank chiến tướng một cách dễ dàng. Rồi thì quay trở lại với clip ngày hôm nay của mình, đó chính là cẩm nang để thoát khỏi rank tinh anh. Đầu tiên chúng ta cũng sẽ đi tìm hiểu sơ qua về bậc rank này. Lý do vì sao mà nhiều anh em lại sợ leo cái bậc rank tinh anh và lại còn phải đặt cho cái bậc rank này là bậc rank cám lợn. Đầu tiên xét về kỹ năng của những người chơi trong bậc rank này thì theo cá nhân của mình và những cái trận đấu mà mình trải nghiệm, đó cả trên livestream và cả những cái lần mình làm clip, thì chắc chắn rồi đây là một bậc rank có cái kỹ năng tốt nha. Biết đánh, biết di chuyển, nhưng khổ một cái là ở đây thì cái tôi người chơi lại quá là cao. Đó tại vì sao mình lại nói cái tôi người chơi lại cao? Bởi vì ở trong bậc rank này thì không có cái chuyện là ai đi đường nào người ta đi đường đấy, mà thích đi đường nào thì người ta bích đường đấy. Không còn quan trọng là đối thủ bích gì và team mình bích gì. Tao thích đi AD thì tao bích AD, còn thằng nào thích đi AD cùng, tao phá. Đó là cái đầu tiên mà anh em cần biết khi đến với bậc rank này. Đó gần như là một cái yếu tố mà khiến cho cái bậc rank này trở lên rất là bị kỳ thị nó trong mắt những anh em game thủ. Tiếp theo đến một cái yếu tố nữa mà khiến cho cái việc leo rank tinh anh trở lên hết sức là khó khăn, đó chính là kỹ năng người chơi. Nãy thì mình cũng đã đánh giá qua về cái bậc kỹ năng rồi, đó chính là kỹ năng ở loại tốt. Nhưng tốt ở đây thì sẽ là tốt tùy từng trận. Có trận trở thành gánh nặng cho team, còn có trận đánh ra lên đồng, đó một mình cân 10 cũng được. Thật ra cái vấn đề này thì mọi bậc rank đều có, nhưng theo cá nhân của mình ở rank tinh anh sẽ là nhiều nhất. Thí dụ ở rank đồng nha, cả trận cả team thì đều đánh dở như nhau. Đó người ta gọi là dở đồng đều, hay là cao thủ đều đánh hay như nhau. Đó là lên đồng trận này, lên đồng trận kia. Nó là cũng có nhưng nó xảy ra ít thôi. Nó cứ cách khoảng 20 trận thì may ra mới bị sụp phong độ một trận. Còn ở rank tinh anh thì cũng không biết trước thế nào, 50-50. Có thể trận này anh là một người gánh team, chiến thần chuỗi thắng, kẻ hủy diệt chuỗi thua. Nhưng cũng có thể là trận sau biến ngay thì một thằng bắp bẩn, đó feed liên tục. Bây giờ chúng ta sẽ đến với yếu tố đầu tiên để có thể thoát khỏi được bậc rank này. Đó chính là không nên big support, mở ngoặc tử tế, đóng ngoặc. Tại vì sao ở đây mình lại đóng ngoặc và mở ngoặc chữ tử tế? Chữ tử tế ở đây thì sẽ là những cái loại support người ta gọi là chuẩn chỉnh. Điển hình là những chất tướng như kiểu Ba Đâm, Senel hay là vị tướng Kret. Hoặc cũng có thể là những cái vị tướng kiểu là Anete. Đó những cái chất tướng support rất là mạnh. Nhưng nếu mà để xanh nhỉ và gánh team thì những cái chất tướng support đấy không thể làm được. Và cái chữ tử tế ở đây thì mình nghĩ là chúng ta không nên bích. Đó mà chúng ta nên bích những cái vị tướng support mà có đêm. Tại vì sao mà chúng ta nên bích những cái vị tướng support có đêm? Bởi vì chẳng may nếu team có thọt thì chúng ta hoàn toàn có thể gánh team lại được. Đó chứ còn anh em trông chờ gì ở một bậc rank khi chúng ta không biết được là đồng đội team chúng ta đánh ngay hay không, mà lại đánh theo cái kiểu người ta gọi là may mắn, nó hên xui. Nó kiểu như cứ bích support thôi, nếu team đánh hay thì thắng, nếu không hay thì thua. Nhưng khi anh em bích những vị tướng support có nhiều đêm thì chắc chắn cái tỷ lệ thắng đây nó sẽ cao hơn nếu team chúng ta đánh không hay. Nó có nghĩa là tỷ lệ thắng đã được tăng rồi thì cái ngày mà chúng ta thoát khỏi được rank tinh anh nó đã gần hơn rất là nhiều. Một số cái tên của những cái vị tướng support mà mình muốn anh em hướng tới trong cái bậc rank này, điển hình như là Alice full phép, Ginder full phép, hoặc cũng có thể là Volcat full đêm, Batman full đêm, hay là vị tướng Richter. Nó rất là nhiều vị tướng khả năng vừa gây đêm lại vừa có thể support rất là mạnh. Tiếp đến cái yếu tố thứ hai đó chính là ở trong khâu cấm chọn. Nhiều anh em thì hay cấm theo meta, kiểu như là con nào mạnh thì cấm,
Ví dụ như là cấm Flor, cấm Melsu hay là cấm Alistair với cả Arum. Nhưng mà Alistair với Arum thì chắc chắn là phải cấm rồi. Không muốn cấm thì cũng phải cấm nếu anh em muốn chơi game. Đó, chứ còn những cái vị tướng như kiểu Flor là 1 và Melsu là 2 ở bậc rank này thì mình nghĩ là lên thẻ. Tại vì trong những cái buổi livestream kéo rank của mình thì mình cũng đã gặp rất là nhiều trường hợp đó thả Flor và thả Melsu. Và gần như là mỗi khi anh em pick Melsu với Flor nhá thì toàn là những ông không biết chơi. Đó, nói thật với anh em luôn, cái này thì không phải là nói xấu những anh em mà leo rank cùng mình. Đó, nhưng mà thực chất là như vậy. Đó, cả cái team địch hay team mình, nó cứ thả ra không biết múa nhưng vẫn pick. Thế nên đi rank chúng ta cứ mạnh dạn chúng ta thả ra. Đó, thì nhỡ đâu là Flor là Melsu team bạn lại là một cái đồng minh thứ 6 của bên team mình. Cái này thì cũng hên xui thôi nha anh em. Đó, 80% thì sẽ là không biết chơi. Còn 20% còn lại gặp những cái ông kiểu như là best Flor hoặc là best Melsu thì cũng tương đối là khó nhai đấy. Tiếp đến một yếu tố thứ ba mà theo cá nhân mình nó cũng rất là quan trọng, đó chính là không nên chat nhiều. Và mở ngoặc ở đây là gây hiểm khích. Thí dụ nha, trong một trận đấu của anh em mà team có AD rồi mà ông kia lại quyết định pick AD, có nghĩa là team có 2 AD hoặc là team có 2 pháp sư hoặc là 3 AD chẳng hạn, đó thì anh em sẽ làm gì? Chắc chắn rất là nhiều anh em sẽ chat, đó sẽ chửi những cái người kia là pick kiểu gì thế, mày mu à, hoặc cũng có thể là chỉ cần bạn có mặt thắng thua không quan trọng, đại loại là như vậy. Một cái câu hỏi mà mình đặt ra ở đây đó chính là chửi như vậy thì có tác dụng gì? Chắc chắn là không có tác dụng gì rồi. Chửi nữa chửi mãi thì team vẫn thế, vẫn 2 AD mà cũng không thể xoay chuyển được. Trong trường hợp đấy thì mình nghĩ là chúng ta lên động viên team thôi. Lỡ bích nhầm thì chúng ta sẽ đánh theo kiểu đấy. Đó, đâm lao thì phải theo lao, hạn chế toxic. Bởi vì nếu một khi anh em đã chửi người đấy nha, thì nhỡ đâu ông đấy lại tự ái, đó lao lên feed cho team địch, thì chẳng khác nào chúng ta đang hiến cho team bạn một cái trận đấu rất là dễ dàng. Mặc dù là nếu chúng ta đánh tử tế chúng ta hoàn toàn có thể win được. Đó là cái yếu tố mà theo cá nhân mình mà đang rất là nhiều anh em mắc phải. Đó, chúng ta sẽ hạn chế và kiềm chế đi một tí thì cái trận rank của chúng ta sẽ trở lên tuyệt vời hơn rất là nhiều. Cuối cùng chúng ta sẽ đến với một lưu ý rất là quan trọng mà mình cũng đã úp mở cho anh em một phần nào đó ở trong đầu video rồi. Đầu video thì mình cũng đã nói bậc rank này là bậc rank kiểu đánh theo kiểu tướng cướp. Đó, ông nào pick nhanh thì cướp được những cái vị trí ông ấy mong muốn, còn pick muộn chỉ có đi sượt bot. Một ví dụ đơn giản cho anh em dễ hình dung đó chính là ông S1 ông ấy pick AD rồi mà ông S2 ông ấy lại chơi AD. Nó chẳng nhẽ lại tranh nhau chửi bới cướp AD à? Cũng không hợp lý đúng không? Đó, thế nên chúng ta có thể chuyển qua đi top hoặc đi mid. Đó, tối đa hóa được cái đường mà chúng ta đi. Gần như là bị bắt đi lên nào chúng ta cũng đi được lên đấy. Đó, một lối đánh mà người ta gọi là lối đánh cao thủ. Đó mà chúng ta có thể tập trước từ rank tinh anh để sau này nếu có lên cao thủ thì nó cũng không bỡ ngỡ. Và anh em cứ yên tâm một điều rằng là ở rank cao thủ thì người ta lại không thích đi rừng lắm đâu. Đó, người ta chỉ thích đi suốt bot là đi top, đi mid thôi. Đó, không thích đi rừng và đi AD. Bởi vì hai vị trí đấy là hai vị trí rất là quan trọng. Và nếu có thọt nha thì cả team chửi nó và gần như là chỉ có thua thôi. Đó, và mình cũng vậy. Mình leo rank ở tầm 3x hoặc đến 5x thì mình cũng toàn mình đi xin đi suốt bot. Chứ còn chả bao giờ mình tranh rừng. Hôm nào mà quay clip cho anh em vui vui thì đi rừng thôi. Chứ còn nếu mà để leo rank không quay clip thì đi suốt bot sẽ là nhàn nhất. Nó không áp lực mà nó áp lực thì nó cũng ít, nó không nhiều. Cùng lắm là đi loanh quanh check map cho team. Nó hỗ trợ team từ xa, nói chung là sẽ không vất vả bằng rừng với cả bằng AD. Đó, AD thì phải giữ vị trí, rừng thì phải ăn mục tiêu. Nói chung rất là nhiều vấn đề. Tổng quan qua thì đó là tất cả những cái gì mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em để chúng ta có thể thoát được khỏi bậc rank tinh anh một cách dễ dàng. Đó, và anh em nào muốn thêm một số bí quyết nữa thì chúng ta có thể áp dụng ở cái cẩm nang số 7 của mình. Đó, mặc dù đấy không phải là cẩm nang thoát rank tinh anh, nhưng đó là cẩm nang leo rank để chúng ta có thể leo rank cao thủ chiến tướng một cách dễ dàng hơn. Đó, chúng ta cũng có thể cóp nhặt một số cẩm nang bên đấy áp dụng cho bên này để có thể kết hợp và leo rank tinh anh dễ hơn. Và số cẩm nang 19 của mình trong ngày hôm nay chắc đến đây cũng là kết thúc rồi nha anh em. Và nếu anh em nào thấy hay, cho mình để lại mình một like đăng ký kênh, có thể ủng hộ mình tiếp tục những video khác hơn nhé. Và lại anh em ở trong video lần sau. Bye bye.